Chào mừng các bạn đến với Những Kẻ Nghịch Ngầm. Xin tự giới thiệu, tôi là Mai Hằng. Còn tôi là Đức Huy. Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay, thử thách đầu tiên mình muốn đem đến các bạn đó chính là Thử thách nhịn cười. Mặc dù mình đã cười rồi nhưng mà mình sẽ cười như bây giờ thôi, để tí nữa mình không cười nữa. Đúng rồi, chúng mình đang phải cố gắng nhịn. Luật chơi của thử thách rất là đơn giản. Đầu tiên chúng mình sẽ xem một cái clip của các anh chị từ bên ekip cho chúng mình. Và clip đấy nó sẽ rất là buồn cười. Và mình và Huy phải làm cách nào mà để nhịn cười hết sức có thể. Và điều đặc biệt của clip này đó chính là chúng mình phải ngậm một lượng nước rất là to ở trong mồm. Để khi nào mà cục cái này và ai cười người kia chịu đủ cả. Ok. Trước khi mình bắt đầu ấy thì chúng mình phải ngậm một lượng to. Em không ngờ là em phải và sau đây là hiệp 2. Và sau hai hiệp thì bây giờ tỷ số đang là hòa một đều. Và bây giờ sẽ hiệp cuối cùng. Cạo ly. Vậy là tôi là người thắng cuộc. Và bây giờ thì Huy sẽ phải nhận một hình phạt. Tất cả các hình phạt là những lá thăm được để trong chiếc giày không hề liên quan này. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một hình phạt cho Huy. Đây, tôi nghĩ là từ này. Đây sẽ là một hình phạt rất thích đáng cho bạn ấy, bởi vì đã thua cuộc. Và hình phạt của chúng ta là nhai một nhánh tỏi sống trong vòng 5 giây. Và bây giờ hình phạt bắt đầu. 3 2 2. 1.5. 1.2. 1. Bắt đầu. 0.5. Bắt đầu rồi. Ngậm rồi có phải nhai không nhỉ? Có. Phải nhai rồi cười. Ừ. Và bây giờ Huy chuẩn bị nhai. Và bây giờ Huy nhai. Thế, các bạn thấy không? Oh no. Mình đang cười các bạn ạ. Mình hãy nhai tiếp. Tôi phải cảm thấy là bạn Huy rất là dũng cảm, tôi không thể làm nổi. Tôi vẫn còn cảm thấy cái mùi tỏi nó nồng nặc ở đây. Rồi. Ai để án ra cái hình phạt này? Được rồi, mình sẽ phục thù cái thử thách thứ hai này. Đó chính là thổi bóng qua nước. Cái này tôi hơi bị giỏi đấy, cái này tôi làm được. Và khách mời của vòng thứ 2 ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chị
Hải Yến. Vỗ tay. Và luật chơi của trò chơi này rất đơn giản như sau. Đầu tiên, chúng ta có rất nhiều quả bóng bảng và chúng ta sẽ có 15 cái cốc được đổ đầy miệng, được chia cho 3 đội, mỗi đội 5 cái cốc. Đội đầu tiên là đội Mạnh Hằng, đội thứ hai là đội Hải Yến, đội thứ ba là đội, các bạn biết tên rồi ấy, mình không phải nói lại nữa đâu nhá. Và mỗi đội sẽ có nhiệm vụ là thổi thật nhiều, càng nhiều càng tốt, trong vòng 1 phút những quả bóng bàn đó còn gì nữa. Và không cần phải dài dòng nữa, bắt đầu thôi. Yes. Ba, hai, một, bắt đầu. Từ từ, đấy rồi, đặt lên nào. Bằng nhau là được chơi tiếp đúng không chị? Không, chơi tiếp đi, chơi tiếp đi, chơi tiếp rồi. Không, 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 không. Không, bây giờ bàn nhau là chơi tiếp hay là nhận cùng nhận? Không, à không, do bàn này quyết định đi. Đúng rồi, cô nhận định vào. Rồi, cả hai. Một lần nữa tôi lại là người thắng cuộc. Thay chiếc cúp vàng cho người thắng cuộc. Vâng, và chúng ta đã có hai người thua cuộc. Và bây giờ tôi, người thắng cuộc, sẽ tiến hành để bốc thăm một hình phạt dành cho họ. Bắt đầu. Yên tâm. Tôi đã bóc được một hình phạt. Hãy cùng tìm hiểu xem đó. Hình phạt đó là chọn những quả trứng ngẫu nhiên rồi đập vào đầu hoặc chán nhau. Trứng sống đúng không? Nhìn chả biết được cái nào. Thôi được rồi. Ok, hên xui. Hên xui, bắt đầu nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đau lắm đấy. Chỉ là phải bà chá nói thôi, chứ cho nó chơi. Đúng rồi, bà chá sẽ bị xíu nữa. Ôi, ôi yeah. Không phải là may đấy. Không phải là may. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Yeah. Rồi, bây giờ đến lượt chị sẽ trả đũa đây. Sorry baby. Oh no. Yeah. 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 Bắt đầu là hiệp cuối cùng ơi. Nào bắt đầu nhá. 1 2 3. Thấy không? Thấy không? Các bạn thấy không? Này mình thấy. Ôi trời ơi. À. Thế là hòa nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi cuối cùng. Và lần này chúng ta sẽ cùng thủ. Sau khi trải qua hai thử thách, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi cuối cùng. Đó chính là kẻ tung người hứng.
các bạn nghĩ đã hiểu luật chơi rồi đúng không? Nhưng mà không phải đâu, các bạn nhầm rồi. Luật chơi như sau: trong vòng 1 phút, lần lượt từng người chúng mình sẽ chấp nhận thử thách. Đó chính là đó là hạt lạc từ trên trời bằng miệng. Và những hạt lạc trên trời đó được rơi từ đâu? Đó là một người sẽ luồn tay từ sau lưng người chấp nhận thử thách và tức lên. Đó, và trò chơi của chúng ta xin phép được bắt đầu. Bắt đầu. Bây giờ Hằng sẽ phải chịu hình phạt từ hai người chơi, đó chính là yay. Đây rồi. Hay là có lẽ mình nên để Hằng tự chọn không nhở? Không, thực ra các bạn ạ, chỉ có đúng mỗi một lá thăm duy nhất thôi và mình tin là nó dành cho mình. Đúng rồi đấy, xin mời. Bây giờ mình đang mở lá thăm. Và hình phạt của mình là ăn một thìa mù ta và phải cười trong vòng 10 giây. Và sau đây, I have a tear. I have a mutant. Chết Hằng rồi. Yeah. Các bạn đã nhìn gì không? Đây là mutant. Đây là mutant mà Hằng sẽ phải. Nhưng mà khoan đã, Hằng vẫn phải nhớ cái luật chơi nha. Là phải ngậm trong 10 giây và tươi cười. Không được méo mặt nha. 3 2 1 bắt đầu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ. Vậy là hôm nay chúng tôi đã hoàn thành xong 3 thử thách. Nếu như các bạn có những cái ý tưởng hay, thú vị hoặc là kinh dị muốn chúng tôi trải nghiệm và thử thách ấy, hãy comment ở phía dưới. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.